Mẫu câu xin việc thường dùng. Mẫu câu tùm rung clear. Nè. Mẫu cứ tùm rung. Câu câu nó cứ clear. Nè bà. Xin việc sống ca nghe. Xin nó cứ sống. Việc nó cứ ca. Ca nghe nó ngay. Việc nó cứ ca nghe ngay. Xin việc sống ca nghe. Thường dùng. Bà thường cứ tánh. Tánh cứ có tánh tài. Nè bà. Dùng dùng nó cứ prà. Chấn. Tùm rung clear sống ca nghe đại tánh tại prà. Nè. Bà, ok. Tay để prà. Easy đi, bà clear ngày nay ngon mình hát sơ bà y mà nè. Tôi xin phép giới thiệu bản thân một chút. Tôi mình là đặc nhóm. Xin phép cứ xôm ạc ở nhát. Bà, xin phép. Bà, xôm ạc ở nhát. Giới thiệu, có ai, nai nôm. Nè. Bà, đưa có cái hai thay cái tư xin niệm nâng. Bà giới thiệu bản thân, bà bản thân cứ khuôn brand, khuôn brand, myself thì chẳng từ một chút bình tịch đó, bà chẳng những bọn ha nhóm xóm này nhóm khuôn khuôn nhóm bình tịch đưa gọt nhóm xóm ở tư sự niệm nhóm bình tịch các bạn này, ok chẳng an pi clear xin mẫu câu xin việc thường dùng cho mỗi nắng. Tôi xin phép giới thiệu bản thân một chút. Tôi xin giới thiệu bản thân một chút nè. Gì đấy nàng ngọt niệm mới đó này bà. Tôi tên là Diệp Anh mà sinh năm 1994. Và tôi tên là nhóm chmua cứ và nhóm chmua cứ. Diệp Anh cứ chmua bọ có này, nhóm chmua cứ Diệp Anh đó bà. Sinh năm 1994, cao chnam 1994. Và 94 nó kẹt ra 94 đi. Năm 1994. Và tôi tên Diệp Anh, sinh năm 1994. Và cô là đặt lại clay mà tháng 7 năm tháng 7 nè tháng 7 chấn năm 1994 nồi sai 4 khai khai em bơ tầm thời khai em bơ nó dân thời đặt khăn cho mùi đi mà nó tùm rộn với đặt cho mùi nè bà khai em bơ nó tháng 7 cùng dây bà to tầm đòn anh ấy clear bà top và clear bà top bà phía. Năm nay tôi tốt nghiệp đại học thương mại mà năm nay năm ní bà tôi tốt nghiệp bà nhóm và chọc ca sạc xá thế tốt nghiệp nhưng hiện nó bà nhóm và chọc xa giá đại học mùa hai bị chia lấy bà thương mại cái okay. Bình này chạy cầm thương mại nó cứ bình này chạy cầm bà năm nay tôi tốt nghiệp đại học thương mại năm ní nhóm và chọc ca sạc xá mùa hai bị chia lấy bình này chạy cầm thì clip và top chuyên ngành kế toán và chuyên ngành chuyên nước Việt Nam là chùm niến và chùm niến như vậy mối và chùm niến và đấy xin chùa này chùm niến và chuyên ngành kế chuyên ngành chuyên nó cứ này và ngành nó cứ chùm niến và chùm niến này xung tố và thế đó về vậy mình đã cắt chân hiện vậy nha chuyên nâng cứu chùm niến ngành nâng cứu phân ách bà kế toán bà kẹt này nè bà chuyên ngành kế toán bà chùm niến phân ách kẹt này bà nè ok chuyên ngành kế toán à, chuyên ngành kế toán bà đặt bong xịp hát xong án chuyên ngành kế toán lìa là xa ta bị cho một cái vì anh ta này tầm mùi nè cái này nè bà dừng anh chấp thầm đi nè tôi đã học tiếng Trung nửa năm rồi. Tôi đã học nhóm bàn điến tiếng Trung phía xa chấn nửa năm còn lạc chân nắm rồi hời. Nhóm bàn điến phía xa chấn còn lạc chân nắm ai. Mà nè, hát ấy cái này của đã phía xa Việt Nam, một phía xa Việt Nam dính trái. Tiếng Trung phía xa chân, tiếng Anh phía xa ông lệ. Vì đây, vì vậy tôi có thể giao tiếp bà các hội thoại đơn giản bằng tiếng Trung. Chấn vì vậy hai đôi chân bà vì vậy hai đôi chân tôi có thể nhóm ác giao tiếp tầm nẹt tầm nổn bà giao tiếp cứ tầm nẹt tầm nổn các hội thoại các cứ bình đá hội thoại son tần ỉa bà nói hội thoại son tần ỉa hỏi thoại cho mỗi nước đàm thoại tầm môi mỗi kia đi đôi kia nè xanh tình yêu đôi kia đơn giản xa mạnh bằng tiếng Trung
đôi phía xa chân hai đôi chân nhóm ai bà hai đôi chân nhóm nhôm ai tầm nẹ tầm nốn bằng đá xanh tầm ý xa mánh đôi phía xa chân bà ok chân bị clear đi. Tôi đã học tiếng Trung nửa năm rồi, vì vậy tôi có thể giao tiếp các hội thoại đơn giản bằng tiếng tiếng Trung. Chứ mưa một liệt bật toán bà. Tôi có kinh nghiệm sử dụng máy tính thành thạo Windows và Word và Excel và Windows Word Excel đang dẫn đơn này mà đang bạch bò đang này. Tôi có kinh nghiệm và tôi nó cực nhóm có cứ miến kinh nghiệm bắt bị sao nó bà nhóm miến bắt bị sao sử dụng pra và sử dụng pra máy tính computer mà máy tính computer thành thạo start trong niềng mà nó thành thạo start trong niềng Windows mà Windows Word mà Word đang ấy chỉ cần cầm thi mới đồng vay vay ở xó và nâng Excel Excel cầm thi mới đá đầy viên mình cho lọt mà bị chân accounting cái phờ mà nó Excel lần ok easy xua đó mà bên đây bạn tôi có kinh nghiệm sử dụng máy tính thành thạo Windows Word và Excel và hay bà dân chơi hay xem chứ dân riêng bị khối việc thay màu nó bà nó chạy pra xem chứ dân ai sẽ bàn nó đánh chữ xem nó bị tràn tiền đó tôi có kinh nghiệm sử dụng máy tính thành thạo Windows Word và Excel nè và bộ phim tặng ngon cái prai tặng lại để học Windows Word Excel đó. Ok bà mong thiệt ý tôi có kinh nghiệm sử dụng một máy tính thành thạo Windows Word và Excel tò này mỗi đầu máu ngày sai to đây nè ngọt nè liền nâng sân đầu máu ngày bà chẳng thì cái cục nhà này áo hay sai dân đầm to khổm tiệt viên miên bịa chỉ tra ơn tiệt đại dân thời hiện bật hay nó hay dân chọc mê riêng nâng khổ nâng strong lang vấn bịa sầm khăn khăn khổ nâng bọ mà bịa ai này đọc nè cứ chỉ bịa sầm khăn được mê riêng môn nè hay dân nâng lược món này giấy bị phía bật hay em tiệt bà ọc con tra này ngọt nè sai dân bật to mê riêng bọt dân tạm biệt mọi người ngày mai hẹn gặp lại tạm biệt mọi người. Bye bye. Bà. Okay.